Xin chào tất cả anh chị đã xem kênh YouTube của em, đã ủng hộ em từ trước đến nay. Và hôm nay em xin được giới thiệu cho anh chị một chiếc sedan hạng C nhá. C ở trong tầm tiền khoảng hơn 600 triệu một tí. Anh chị có thể có xe tầm tiền xe hạng C rộng rãi, sedan đi trong đô thị nội đô rất là ngon nghẻ đấy, và ngập tràn công nghệ luôn nhá. Và chiếc này của em là Hyundai Elantra bản 2.0 2020. Mang tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh hơn 3,7 vạn km, vẫn full lịch sử bảo dưỡng hãng ấy. Đi cực kỳ ít. Bác này cũng có duyên đổi cho em một chiếc xe, và em đổi cho em một chiếc Santa Fe. Vâng, em mới về nhé. Đấy, bản 2.0 với 4 đèn LED này. Đấy, 4 đèn LED và 4 mâm là sơn zin trong hãng ấy. Bốn mâm xin trong sơn zin trong hãng, và bác ấy có thêm một cái độ Oppo Lamborghini này. Bốn mâm này, bốn quả lốp này vẫn còn theo xe nhá, lốp sơ cua còn chưa hạ đấy. Tổng thể chiếc xe này sáng mới, 2 năm đi rất ít, có hơn 3 vạn km thôi. Cốp rất rộng. Lốp thì lốp sơ cua còn chưa hạ nhé. Đây, lòng lốp vẫn còn nguyên keo chỉ này, nguyên keo. Đấy, zin từng phần keo một nhé. Xe gần như là em cũng không dọn đâu, dọn chỉ rửa nước lã bán thôi, chứ không dọn. Đấy, nội thất màu kem nha. Đây là cha 2.0, bốn mâm là sơn trong hãng, anh chị có thể check lịch sử hãng đều ra hết. Bản 2.0 này thì được tích hợp cruise control này, có đây, sạc không dây và rất nhiều option này. sấy sưởi vô lăng. Đấy, với tầm tiền trong phân khúc thì có em Elantra và em đèn viền này. Đèn viền buổi tối các bác nhìn dễ hơn nhé. Chạy 3,7 km. Và em có một chiếc Cerato kia nữa kìa. Trong tầm tiền này khoảng hơn 600 triệu thì một chiếc xe lướt 2020 thì... Vâng, chiếc này em đang chào bán là 646 triệu nhé. Anh chị quan tâm thì alo em hoặc qua trực tiếp cửa hàng em ở Nam Bắc Auto, 3 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, qua xem xe. Nếu mà các bác bàn thêm về giá thì cũng liên hệ em nhé, và em có giá tốt hơn cho anh chị đến trực tiếp xem xe ở cửa hàng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại những bản tin tiếp theo ạ.